Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Tân Sơn Nhất là nỗi ám ảnh cho người đi máy bay. Mấy ngày nay, xem sân bay Tân Sơn Nhất tắc đường, hành khách kéo hành lý chạy vì sợ trễ giờ lên máy bay mà thấy thê thảm. Bây giờ nó đã quá tải ngay trước mắt chúng ta như nỗi ám ảnh cho người đi máy bay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói. Chiều ngày 1 tháng 6, Quốc hội thảo luận ở tổ về việc tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trực tiếp phê bình các đơn vị liên quan vì chậm triển khai quyết định đầu tư cảng hàng không Long Thành của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự cần thiết phải tách nội dung bồi thường hỗ trợ tái định cư thành dự án thành phần để triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành để kịp giai đoạn 1 của dự án. Cơ sở pháp lý cũng như chủ trương có rồi, về kinh phí thì cũng có tiền rồi, chưa đủ nhưng cũng có và cũng có phương án khác khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn, bà Ngân nói. Theo báo cáo tiền khả thi của dự án thì tiền bồi thường tái định cư chỉ có 12.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư thì phương án này đã tăng lên 18.000 tỷ đồng và cho tới nay nó là 23.000 tỷ đồng. Chủ tịch Quốc hội cho biết số tiền 23.000 tỷ đồng là do phát sinh thêm 100 hectare đất tái định cư mà trước đây chưa được tính đến. Thời điểm đó, mình tính thu hồi đất để làm sân bay, làm bến cảng, làm khu công nghiệp phục vụ hàng không, làm dịch vụ nhưng không tính đến đất cho tái định cư. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lý giải. Thảo luận tại tổ, Chủ tịch Quốc hội tiếp tục phê bình các đơn vị liên quan vì chậm triển khai quyết định đầu tư cảng hàng không Long Thành của Quốc hội. Trong đó có việc hơn 2 năm qua nhưng chưa có báo cáo khả thi của dự án. Điều này đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và dẫn tới nhiều hệ lụy. Theo bà Ngân, nếu càng chậm trễ thì càng khó khăn, giá càng tăng, người dân cũng không yên tâm sản xuất. Chứng kiến những ngày nay, sân bay Tân Sơn Nhất tắc đường, hành khách phải kéo hành lý chạy bộ vì sợ trễ máy bay mà bà Ngân cảm thấy thê thảm. Bây giờ nó đã quá tải ngay trước mắt chúng ta, Tân Sơn Nhất như một nỗi ám ảnh cho người đi máy bay. Thậm chí có người ở nhà gần sân bay mà phải đi sớm mấy tiếng vì sợ tắc đường, bà Ngân nói. Qua sự việc cảng hàng không Long Thành, bà Ngân cho rằng phải rút kinh nghiệm cho tuyến đường cao tốc Bắc Nam và dự án chống ngập cho thành phố Hồ Chí Minh sắp tới.